Hello anh em, hôm nay tiếp tục món ốc bươu đen siêu cay. Cho anh em coi siêu phẩm. Siêu cay nhưng mà hay à. Lâu lắm rồi mới ăn ốc bươu anh em ạ. Ốc bươu đen nha. Cái này nói chung là ốc bươu này mà nó cứ cái kiểu như cái đít của nó dơ dơ ấy, em hiểu không? Tốt nhất thì ăn mỗi cái đầu thôi, đừng ăn cái đít anh em ạ. Này cái này mình ngâm khá lâu rồi anh em ạ. Ui trời ơi anh em này, ui quay buổi tối anh em ạ. Bây giờ là 10 giờ đêm rồi, 10 giờ đêm anh em ơi, 10 giờ đêm. Ngu là trời mà siêu ngon luôn. Con ốc bươu này anh em ạ, nó khá là dơ anh em nhá. Mẹ tôi ngâm bao lâu nhỉ? Cứ 12 tiếng một ngày anh em mà nó vẫn dơ. Chua cay luôn, chua ngon luôn. Đây cho anh em xem siêu phẩm anh em. Quay đêm anh em ạ, quay đêm ánh sáng không đủ đâu. Anh em thấy chén nước chấm của tôi không? Ốc bươu này ốc bươu đen anh em ạ. Nhưng mà cái loại này loại size mini anh em, size nhỏ. Quên ăn 5-6 con rồi, mời mọi người nha. Nghe cho anh em xem này. Ui quay video đêm anh em ạ, quay khuya đêm, ngoài đêm nữa khuya luôn, 10-11 giờ khuya anh em ạ, thấy không? Ui ôi cắn này mới đã này. Nhưng mà ốc này con mình mua cái loại này nhỏ quá. Nó không có, nó hết loại to nhưng mà ăn ở chỗ cái bàn máy tính này nguy hiểm quá. Không dám lạy mạnh đấy em. À. À, ăn sai ăn mini, sai mini. Hết bài rồi. Thì nhá. Có mấy con á. Có mấy con mà cái ruột. Cái vỏ nó nhỏ mà cái ruột to, mấy con vỏ to mà ruột nhỏ xíu à. Nhìn đã không? Ui ôi, siêu cay đi mà. Tuyệt vời. Nay ăn đến cái này là tiêu xanh lên đó nhá, mình lười lạc từng 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 hạt tiêu xanh bỏ vô trong con ốc lắm nè, lười để nguyên nhánh luôn. Đằng sau cái xanh đó, cái màu xanh đây này là cái tấm nền, cái tấm vải xóa phông của tôi nhưng mà cái vải xóa phông của tôi đấy. À mình hướng dẫn anh em sơ sơ là anh em muốn ăn ốc bươu ấy mà nó sạch đấy. Ăn ốc bươu nó sạch đấy anh em, nói thật con ốc bươu mà anh em ngâm cả ngày 2 ngày nó cũng thế à, thật nó cũng không sạch bao nhiêu đâu anh em. Khiệu nó ra luộc sơ sơ nha, luộc sơ thôi, nó mở cái mai là được. Khiệu nó ra
xong bắt đầu lấy cái khẹo nó ra, lấy cái tăm cái khẹo nó ra luôn, rửa xong đầu bỏ lên một yếu một 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 bỏ lên nha, bỏ một xíu muối tây ninh vô, xong đầu mình hấp lại một xíu đó, mình để mình rang lại một xíu thôi, bao ngon lên, mà bao sạch luôn, ăn không bao giờ sợ dơ. Còn ốc bươu đen nó dơ lắm thật, ốc bươu đất không ăn cái đầu thôi anh em, đừng ăn cái đít. Mình thấy mấy ông YouTube đó mấy ông ăn ăn cả cái đít luôn, mà nói thật với anh em cái đít này toàn cứt thật à, cay quá nhiều rồi, cay thật sự luôn này. Ui ôi, anh em nhìn nhìn thấy không, phê cái con này nhỏ ăn nhanh lắm, ăn cái tiêu nó đỡ đỡ hôi nè, đỡ tanh, con ốc này tanh mà. Hình như là con ốc bươu vàng á là nó có cái trứng màu màu đỏ đỏ, con ốc bươu đen thì nó không có trứng anh em, nó trắng phau như vậy luôn. Quá ngon. Mời anh em nhé. Hồi nãy quên quên nói anh em, ủa cái này cái vỏ mà hồi nãy cái video đầu á, ở cái đoạn mà tầm 2 phút đầu á, đang quay ngon lành thế là nó sập cái điện thoại á, mình quên sạc pin mình quên sạc pin, nó sập luôn cái nguồn điện thoại luôn, cay thật chứ. Bây giờ là đang vừa 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 quay vừa sạc pin điện thoại, đang quay sập nguồn điện thoại này mà phải quên mất. Cay quá anh em ơi, tôi làm cay quá. Ba quả ớt thôi, bữa sau ăn tầm 2 quả thôi, 3 quả cay quá. Cái này là muối tây ninh anh em nha, cái chén nước chấm này anh em nè, anh em không đỏ lên luôn. Thì mình hướng sơ sơ anh em thôi, anh em làm nước chấm á, cái này làm ăn với muối, cái này làm muối tây ninh. Muối tây ninh anh em, anh em bỏ đường với ớt vô trước, anh em đâm nhuyễn luôn, sau đó anh em mới bỏ gì ta, mới bỏ muối vô, nặng chanh vô, với cho ít bột ngọt luôn nữa, siêu ngon anh em, hết bài luôn, có tắc thì càng tốt, tắc nó thơm. Cái vỏ siêu to, cái ruột này áo thật chứ, nhưng mà mình thích ăn mấy con nhỏ hơn, mấy con to anh em ạ, già cả rồi răng yếu, ăn mấy con to nó sực 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 sực, con nhỏ ăn cũng nó sực sôi rồi luôn, giòn quá. Con này thì cái đầu to này nè, con ốc bươu này nó cái vỏ nó đẹp nhỉ, con ốc bươu vàng cái vỏ nó xấu lắm nhỉ, hay quá hết bài. Wow. Con này bị mẻ rồi. Su cay nè. Cho anh em coi nè. Cái vỏ siêu to. Mấy con này bị ốm anh em ạ.
Cái quá này luôn, cái quá. Mời mọi người nhé, buổi tối cái mặt hơi xấu nên em thông cảm nhé. Thôi còn hai con, clip đây là kết thúc, hẹn mọi người ở vlog tiếp theo nhé, chôn thế đủ rồi.